Sách tinh gọn, lịch sử muối. Quyển sách này nói về điều gì? Muối là một trong những khoáng chất thiết yếu đối với con người, nhưng ít ai trong chúng ta hiểu rõ toàn bộ tác dụng và ý nghĩa của nó trong lịch sử. Từ vai trò là chất bảo quản thực phẩm, dần dần muối trở thành một loại hàng hóa quý giá có khả năng thúc đẩy thương mại và chiến tranh. Chưa kể, chúng còn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột về chính trị và nhiều hệ lụy khác về môi trường. Và để biết thêm những câu chuyện hấp dẫn về loại khoáng chất này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cuốn sách Lịch sử muối. Quyển sách này dành cho ai? Những người quan tâm đến vai trò của muối. Những người tò mò muốn biết thế lực nào đã định hình nên lịch sử. Về tác giả, Mark Kurlansky là một nhà báo và tiểu thuyết gia. Ông viết sách tiểu thuyết dành cho trẻ em và sách phi hư cấu. Bên cạnh đó, Kurlansky còn là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất, trong đó có cuốn Cá tuyết. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá lịch sử của muối và những tác động của nó lên kinh tế, xã hội, chính trị và cuộc sống con người. Mỗi ngày, chúng ta tiêu thụ khoảng một muỗng cà phê muối. Có thể bạn không mấy quan tâm về việc tại sao muối luôn có mặt trong căn bếp nhà mình. Nhưng từ nhiều thế kỷ trước, tổ tiên của chúng ta đã không ngừng thúc đẩy chiến tranh để giành quyền kiểm soát và phân phối muối. Trong đó, thuế muối đã gây ra các cuộc nổi dậy chính trị vào thế kỷ 20. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của các đế chế thương mại như Venice và sự hình thành những quốc gia độc lập như Ấn Độ cũng được thúc đẩy bởi muối. Nói tóm lại thì bất kỳ nhà sử học nào cũng sẽ ngạc nhiên về vai trò của loại khoáng chất này trong việc định hình lịch sử nhân loại. Qua đây, bạn cũng sẽ biết được muối được tạo thành từ hai chất có khả năng gây chết người. Tại sao người Nhật cổ đại lại rắc muối lên các sân khấu kịch? Và muối đã đặt nền móng cho kỹ thuật ướp xác của Ai Cập như thế nào? Muối là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể và nó giúp định hình nền văn minh của loài người. Ở phương Tây, chúng ta thường nhìn thấy một lọ muối trên bàn ăn của mọi người. Có thể thấy rằng muối rất phổ biến và là thành phần quan trọng giúp làm tăng hương vị của thực phẩm. Muối ăn được tạo thành từ hai hợp chất dễ bay hơi. Thứ nhất là kim loại kiềm màu trắng bạc có tên là natri, hay còn được gọi là natrium, và được ký hiệu là Na trong bảng tuần hoàn. Natri thiếu ổn định đến nỗi nó có thể bùng cháy khi tiếp xúc với nước. Thành phần thứ hai của muối là clo và được ký hiệu là Cl. Khi bạn thêm clo vào nước, thì loại khí độc này sẽ biến thành một chất axit nguy hiểm. Tuy nhiên, khi kết hợp clo với natri, thì bạn sẽ thu được hợp chất natri clorua, ký hiệu là NaCl. Đây là một hợp chất ổn định và ăn được mà chúng ta thường gọi là muối tinh. Muối có tầm quan trọng đặc biệt đối với sức khỏe con người. Nếu không ăn đủ muối, thì bạn có thể bị đau đầu, yếu cơ, thậm chí là tử vong. Nhờ natri, tim mới đập, dây thần kinh mới có thể gửi tín hiệu cho nhau và các tế bào trong cơ thể mới có thể tự nuôi sống. Vì vậy mà bạn cần muối để duy trì sự sống của mình. Vấn đề là cơ thể con người không sản sinh ra muối, mà thậm chí nó còn khiến chúng ta mất muối thông qua tuyến mồ hôi. Đồng thời, bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng muối đã góp phần định hình các nền văn minh. Chúng có nhiều công dụng, bao gồm cả việc bảo quản thực phẩm. Vì quý hiếm mà loại khoáng sản này được xem là hàng hóa thương mại quốc tế đầu tiên, và thậm chí nó còn được dùng để làm tiền tệ đấy. Muối cũng giữ nhiều vai trò văn hóa khác nhau. Ví dụ như, người Ai Cập cổ đại tin rằng muối tạo ra ham muốn tình dục. Đây là lý do tại sao các linh mục thường từ chối ăn nó. Hay trong Do Thái giáo và Hồi giáo, muối được cho là có khả năng chống lại linh hồn ma quỷ. Và với niềm tin tương tự, người Nhật cổ đại đã rắc muối lên các sân khấu kịch trước khi biểu diễn. Trung Quốc và Ai Cập cổ đại là những nền văn minh đầu tiên khám phá ra những điều kỳ diệu của muối. Trung Quốc là vùng đất của những phát minh. Họ có thể chế tạo ra thuốc súng, la bàn, sáng tạo ra kỹ thuật in ấn và trong đó có cả việc khai thác muối. Đây là nền văn hóa đầu tiên thu hoạch muối bằng cách làm cho nước biển bốc hơi. Sau đó người La Mã cổ đại đã học hỏi và truyền bá phương pháp này ở châu Âu. Nhưng phải mất một khoảng thời gian dài thì phương pháp này mới trở nên phổ biến. Trong khi đó, ngay từ năm 252 trước công nguyên,
người Trung Quốc đã khoan giếng nước muối đầu tiên. Điều này là minh chứng cho việc muối cũng có thể được tìm thấy trong lòng đất và có thể được khai thác thành công. Người Trung Quốc còn nêm những bữa ăn bằng nước sốt làm từ muối, chẳng hạn như nước tương. Và họ cũng biết rằng thực phẩm dễ hỏng như trứng có thể được vận chuyển an toàn và hợp vệ sinh bằng cách bảo quản chúng trong muối. Có lẽ vì sự cần thiết trong đời sống mà muối đã sớm được đánh thuế ở vùng đất này. Thông qua việc kiểm soát tình trạng mua bán muối, nhà nước có thể tăng thêm nguồn thu để tài trợ cho những cuộc chiến tranh, cuộc thám hiểm đến phương Tây và cả việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Trong lịch sử Trung Hoa, Khổng Tử chính là người đã đề xuất những chính sách quản lý và đánh thuế liên quan đến muối. Cùng lúc đó, người Ai Cập cổ đại cũng không thua kém Trung Hoa trong công cuộc khai phá loại khoáng chất này. Họ khai thác đá muối trên sa mạc, cũng như thu hoạch muối bằng cách làm bay hơi nước biển trên khu vực đồng bằng sông Nin. Còn trong ẩm thực, họ đã tạo ra nhiều đổi mới liên quan đến muối. Người Ai Cập nhận ra rằng khi ướp một số loại thực phẩm với muối, thì muối sẽ hút ẩm và tiêu diệt vi khuẩn. Nhờ vậy mà họ có thể bảo quản thịt cá, rau tươi trong nhiều tháng. Với những loại quả cứng và không ăn được khi còn tươi như ô liu, thì chúng sẽ mềm và ngon hơn khi được ngâm trong nước muối. Qua đó, người Ai Cập cổ đại đã liên kết các tác dụng của muối với việc ướp xác người. Và đây cũng chính là nguồn gốc của kỹ thuật ướp xác. Sau đó vào thế kỷ 19, những nhân viên hải quan ở Cairo đã phải vò đầu bứt tóc khi đối mặt với vấn đề đánh thuế xác ướp khi nó được chuyển vào thành phố. Vì không có chính sách cụ thể nào về vấn đề này, nên họ đã đánh thuế xác ướp tương tự như việc đánh thuế cá muối. Và những thay đổi từ xa xưa này chính là khởi đầu của việc gia tăng sử dụng muối trong xã hội. Muối đã giúp người Celt, người La Mã cổ đại và những người kế tục họ trở nên giàu có và hùng mạnh. Bạn đã bao giờ nghe nói về người Celt hay chưa? Dân tộc này không để lại dấu vết chính thức nào trong lịch sử. Chúng ta chỉ có thể tìm hiểu về người Celt thông qua kẻ thù của họ, chính là người La Mã. Và những nhà văn La Mã cổ đại đã gọi họ là Gaul, theo từ hau trong tiếng Hy Lạp, và từ này có nghĩa là muối. Nền văn minh của người Celt phát triển mạnh nhờ muối. Trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khi lãnh thổ của người Celt trải dài trên khắp châu Âu, thì họ đã trở nên giàu có nhờ buôn bán muối và những mặt hàng liên quan đến loại khoáng chất này, bao gồm cả thịt nguội muối. Với sự phát triển này, người Celt đã tạo ra cả một nền công nghiệp về muối tại châu Âu. Họ thành lập xưởng và phát triển kỹ thuật khai thác mới. Ví dụ như, vì đồng không rỉ, nên họ đã sử dụng đồng thay cho những công cụ bằng sắt. Mặc dù thành công với tư cách là thương nhân, thợ khai thác muối và những chiến binh đáng gờm, nhưng cuối cùng người Celt vẫn bị thống trị bởi người La Mã vào năm 50 trước công nguyên với chiến thắng của Julius Caesar. Ở La Mã cổ đại, muối không chỉ là một mặt hàng kinh tế mà nó còn là một công cụ chính trị. Khi những chính trị gia cần sự ủng hộ của công chúng thì họ đã trợ giá muối. Trong quân đội, muối được phân phát như lương. Viện Nguyên lão La Mã thậm chí còn thao túng giá muối để tài trợ cho cuộc chiến tranh Punic kéo dài từ năm 264 trước công nguyên đến năm 146 trước công nguyên. Đây là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa La Mã và Carthage ở biển Địa Trung Hải. Khi đế chế La Mã sụp đổ, muối vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến con người và xã hội. Cùng với Genoa, thành phố Venice đã vươn lên trở thành thế lực hùng mạnh trên thế giới. Họ đã sử dụng sự giàu có của mình để mua tầm ảnh hưởng chính trị. Thông qua việc trợ cấp cho những thương gia khi họ mang muối đến Venice, những thương nhân Venice sau đó có thể nhập khẩu các loại gia vị và bán chúng với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Kết quả là Venice đã thống trị ngành buôn bán gia vị của thế giới. Ngoài ra, Venice còn gia tăng quyền lực dựa vào một thung lũng màu mỡ ở bên kia sông Po. Đây là khu vực sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Và điều đặc biệt là chúng đều cần muối để bảo quản. Chẳng hạn như jambon prosciutto, xúc xích Ý và phô mát. Vậy nên, sau khi bán muối cho những nhà sản xuất trong khu vực, thì họ sẽ mua lại những loại hàng hóa được bảo quản này và bán kiếm lời. Nhưng sự thống trị không kéo dài. Khi những tuyến đường thương mại mới đến Ấn Độ và Tân Thế Giới được phát triển, thì Địa Trung Hải đã mất vai trò trung tâm thương mại. Venice trở nên lu mờ. Muối, cá tuyết và cá trích là ba mặt hàng cơ bản đã định hình nên lịch sử của châu Âu thời Trung Cổ. Ai mới là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Tân Thế Giới?
Chúng ta biết đó không phải là Columbus, mà chính người Viking mới là những người đầu tiên thực hiện cuộc du hành vượt Đại Tây Dương. Để thực hiện được hành trình dài này, người Viking đã đóng những chiếc thuyền lớn và tích trữ một kho cá muối dồi dào. Họ cũng vô tình giúp những người khác biết cách thực hiện những chuyến đi dài ngày. Sau khi người Viking xâm chiếm các khu định cư Basque trên bờ biển Bắc Âu vào thế kỷ 9, dân địa phương đã học được kỹ thuật đóng tàu tiên tiến của họ. Một khi có thuyền tốt, họ có thể thực hiện nhiều chuyến phiêu lưu xa hơn về phía Bắc để đánh bắt cá tuyết trên Đại Tây Dương. Nhưng tại sao người dân lại nỗ lực đánh bắt loại cá này tới vậy? Khác với những giống cá béo hơn và có thể phân hủy nhanh chóng, cá tuyết có hàm lượng chất béo thấp và dễ dàng được làm khô trong không khí hoặc bảo quản trong muối. Cá tuyết muối là nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp thủy thủ vượt qua những chuyến đi biển dài ngày. Vào thế kỷ thứ 10, người Viking đã vượt Đại Tây Dương và đến Newfoundland, nơi có lượng cá tuyết dồi dào. Trong thời điểm này, cá tuyết muối rất được yêu thích tại châu Âu. Thị trường cho loại cá này đã mang lại nguồn sinh lời lớn trên khắp lục địa. Đây cũng chính là lý do khiến sự cạnh tranh về muối bùng nổ. Người Viking đã thành lập nhiều xưởng muối ở những nơi có đủ ánh sáng mặt trời trên khắp nước Pháp. Họ cũng áp dụng một phương pháp do người Venice phát triển, đó là tạo ra nước muối đậm đặc với nồng độ ngày càng cao trong các ao nhân tạo. Cá tuyết không phải là loại cá duy nhất trên thị trường thế giới. Cá trích muối cũng nhanh chóng trở thành mặt hàng quan trọng. Từ năm 1250 đến năm 1350, những thương gia người Đức đã thành lập liên đoàn Hansetic. Hiệp hội thương mại này được lập ra nhằm hỗ trợ điều tiết việc buôn bán muối và cá trích. Và với vai trò như vậy, những thành viên của liên minh này có ảnh hưởng lớn đến thương mại ở Bắc Âu. Thụy Điển cũng là một quốc gia chuyên buôn bán cá trích. Nhưng vì vị trí xa về phía Bắc, nên quốc gia này không có đủ ánh sáng mặt trời để làm bay hơi nước biển. Thay vào đó, người Thụy Điển đã cố gắng sản xuất muối trên hòn đảo Saint Barthélemy ở vùng Caribe. Vì nhu cầu về cá gia tăng, những quốc gia châu Âu đã được thúc đẩy để khám phá tân thế giới. Tương tự như muối, cá đã trở thành một mặt hàng quan trọng. Nhưng dù có lợi thế đi đầu, thì Basque và các thành viên khác trong Hiệp hội Thương mại Bắc Âu vẫn không thể trở thành người có ảnh hưởng nhất trong ngành buôn bán muối và cá. Thay vào đó, Anh và Pháp trở nên nổi bật hơn khi Đại Tây Dương trở thành trung tâm của thế giới. Muối là chất xúc tác dẫn đến những cuộc cách mạng tại Pháp và Hoa Kỳ. Tương tự như trà và thúy, muối cũng đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Hoa Kỳ. Ban đầu, nhiều người định cư tại khu vực này có xuất thân là ngư dân. Sau đó họ nhanh chóng giàu lên nhờ kinh doanh buôn bán và có khả năng tự thu hoạch muối. Dĩ nhiên là người Anh không mong muốn điều này. Vì vậy mà họ đã giảm giá muối và cố tình gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của cư dân thuộc địa ở Mỹ. Đồng thời, khi những người định cư muốn mở rộng thương mại, thì người Anh chỉ cung cấp đủ muối cho hoạt động sản xuất hàng hóa trong nước và khu vực thuộc địa chứ không xuất khẩu. Chưa hết, Anh quốc liên tục tăng thuế muối và áp lệnh trừng phạt thuế quan để giữ quyền kiểm soát thị trường. Điều này khiến những người dân thuộc địa ở Mỹ vô cùng bất bình và tức giận. Cuối cùng, khi xung đột lên đến đỉnh điểm, thì cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm 1775 đã nổ ra. Trong cuộc chiến, Anh thậm chí còn cắt đứt việc nhập khẩu muối của những thuộc địa để làm suy yếu tinh thần của phe nổi dậy. Nhưng đến cùng, phe thuộc địa ở Mỹ vẫn giành chiến thắng và Hoa Kỳ đã giành quyền độc lập vào năm 1783. Và tương tự, cách mạng Pháp cũng được định hình bởi muối. Khi vua Louis XVI cần thêm tiền để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình, thì ông đã tăng thuế muối. Mức thuế ngày càng cao, cùng với việc miễn thuế tùy tiện cho một vài thị trấn, tổ chức tôn giáo và những nhân vật quan trọng đã đẩy sự tức giận của người dân lên tới đỉnh điểm. Chẳng bao lâu sau, những kẻ buôn lậu muối đã liều mạng để tránh mức giá cao. Điều này đã khiến họ phải đối mặt với nguy cơ chịu án tù hoặc bị xử trảm. Bỏ qua hết những điều đó, luật pháp vẫn yêu cầu người dân phải mua một lượng muối nhất định để đảm bảo nguồn thu của quốc gia. Kết quả là sự áp bức liên tục đã khiến người dân nổi dậy. Và khi một chính phủ mới lên nắm quyền, thì điều đầu tiên họ làm chính là ban sắc lệnh loại bỏ thuế muối. Nhu cầu về muối tiếp tục dẫn đến nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Sau cách mạng Hoa Kỳ, muối tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở đất nước này.
Mặc dù đã công nhận sự độc lập của các thuộc địa, nhưng Anh vẫn tìm cách hạn chế thương mại của Hoa Kỳ. Tới năm 1812, một cuộc xung đột mới đã được khơi mào. Trong đó, người Anh cố gắng phá hủy tất cả cơ sở làm muối ở Mỹ, nhưng quân đội không thể đánh bại ngành công nghiệp muối ở đây một cách dễ dàng. Để chống lại người Anh, người Mỹ đã xây dựng nhiều cơ sở muối có mái che và có kênh đào, phục vụ cho việc vận chuyển muối. Chưa hết, vì lượng muối nhập khẩu bị cắt giảm do xung đột, sự cạnh tranh của Anh bị cản trở đáng kể. Ngành muối tại Hoa Kỳ nhờ vậy mà có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1815, thì những thị trấn gần xưởng làm muối đã trở thành những trung tâm thương mại lớn. Từ năm 1861 đến năm 1865, muối là yếu tố có nhiều tác động đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Quân đội miền Bắc đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất muối tại miền Nam. Họ cũng phong tỏa nhiều cảng để ngăn miền Nam thu hoạch hoặc nhập khẩu muối. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Liên minh miền Nam. Ở một diễn biến khác, tại Ấn Độ, cuộc đấu tranh giành độc lập của người Ấn đã nổ ra vào đầu thế kỷ 20 và có liên quan mật thiết đến muối. Với đạo luật muối ban hành năm 1882, chính quyền thuộc địa Anh đã thiết lập vị thế độc quyền và đóng cửa nền kinh tế muối trong Ấn Độ. Kết quả là muối bị đánh thuế cao đến mức hầu hết người dân đều không có đủ khả năng mua. Chưa kể, người Anh còn phản ứng dữ dội trước những cuộc biểu tình và nổi dậy của người dân Ấn Độ. Họ thậm chí còn ban sắc lệnh quy định rằng việc thu hoạch hạt muối tự nhiên trên biển là bất hợp pháp. Đến năm 1930, nhà lãnh đạo dân quyền Mahatma Gandhi đã quyết định chuyển phong trào độc lập của Ấn Độ thành chiến dịch giành độc lập cho muối. Gandhi yêu cầu phó vương Ấn Độ bãi bỏ luật muối và cảnh báo rằng ông và những người đi theo sẽ phản đối đến cùng nếu phó vương không thực hiện yêu cầu trên. Sau đó, Gandhi đã hành quân ra biển để thu hoạch muối. Từ đó, làn sóng phản đối trong dân chúng ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến cuộc cách mạng giải phóng Ấn Độ khỏi sự thống trị của người Anh. Như những phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng muối là chất xúc tác dẫn đến nhiều cuộc cách mạng. Vậy còn ở thế giới hiện đại, nó có ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Những tiến bộ trong khoa học và công nghệ đã giúp con người hiểu rõ hơn về muối và phát triển hoạt động khai thác nó. Mới chỉ hai thế kỷ trước, hóa chất tạo ra muối còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, đến năm 1800, các nhà hóa học đã khám phá ra quá trình điện phân. Đây là một quá trình cho phép họ phân tách các chất lỏng thành những thành phần hóa học bằng dòng điện. Và với phương pháp mới này, thì những nhà nghiên cứu có thể khám phá thêm về thành phần và tính chất của muối. Năm 1807, nhà hóa học trẻ tuổi Humphrey Davy đã trở thành người đầu tiên phân lập natri bằng phương pháp điện phân. Và những thí nghiệm sau đó đã khám phá ra rằng muối là một hợp chất cân bằng được tạo ra từ phản ứng của bazơ là natri và axit là clo. Diễn ra cùng lúc với sự tiến bộ trong khoa học, việc sản xuất muối cũng có nhiều bước tiến nhảy vọt. Nhiều phương pháp khoan tiên tiến đã thúc đẩy sản xuất muối trên toàn cầu. Và qua quá trình đó, lĩnh vực địa chất đã ra đời. Chúng ta biết được rằng các mỏ muối tồn tại ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh này. Một phát minh khác đã thúc đẩy ngành muối đó là quy trình sản xuất muối trong môi trường chân không. Được phát triển từ những năm 1880, công nghệ này giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng những buồng trong chân không, một không gian có áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Vì chất lỏng thường có nhiệt độ sôi thấp hơn trong môi trường áp suất thấp, nên áp suất càng thấp thì càng cần ít năng lượng để đun sôi chất lỏng. Để đun sôi nước muối trong chảo muối chân không, hơi nước cần làm nóng lần lượt từng chảo. Mỗi chảo sẽ cần duy trì áp suất thấp hơn chảo trước đó để nước muối trong mỗi chảo sẽ được đun sôi ở nhiệt độ thấp hơn chảo trước đó. Phương pháp này vượt trội hơn những phương pháp khai thác cũ. Vì vậy, từ một mặt hàng quý hiếm, muối nhanh chóng trở thành mặt hàng rẻ và dễ tiếp cận hơn. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa xã hội và muối đã thay đổi rất nhiều. Ngành công nghiệp khai thác muối gây ra nhiều tác động lên môi trường. Trong khi đó, việc thiết lập thuế muối đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp lớn chiếm ưu thế trên thị trường. Cheshire, một hạt ở Tây Bắc nước Anh, đã thu hoạch muối từ những suối nước muối trước cuộc chinh phạt của người La Mã. Vài thế kỷ sau,
Muối từ Cheshire đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được gọi là muối Liverpool. Khi ngành công nghiệp trong khu vực phát triển mạnh, thì nó cũng tác động đáng kể đến môi trường sống ở đây. Khi muối mỏ được phát hiện vào những năm 1700, chính phủ Anh đã xây dựng một mạng lưới kênh đào để kết nối những cơ sở làm muối ở Cheshire với sông Mersey. Từ đó, họ có thể vận chuyển muối đến cảng Liverpool trên Đại Tây Dương. Khi thế kỷ 18 kết thúc, nhiều nhà máy lọc muối đã được thành lập dọc theo sông Mersey và tạo thành một trung tâm công nghiệp hóa ở Cheshire. Và dần dần, khu công nghiệp này ngày càng phát triển mạnh về tài chính. Và đến năm 1880, 90% lượng muối của Anh đều đến từ khu vực này. Tuy nhiên, mọi thứ không hẳn đều tốt đẹp. Ngành sản xuất muối bắt đầu để lại những tác động về môi trường. Tại Cheshire, không khí đen kịch bởi khói than. Và những hố sụt khổng lồ đã được tạo ra do việc hút muối từ mặt đất đã khiến nhà cửa bị lún, còn đường ray xe lửa thì bị xô lệch. Tới thế kỷ 19, ngành công nghiệp muối trên toàn cầu bắt đầu có sự thay đổi. Năm 1891, Cheshire đã tạo ra một loại thuế cố định để bù đắp cho những thiệt hại mà ngành công nghiệp muối gây ra. Do đó, rất nhiều nhà sản xuất quy mô nhỏ bị tê liệt và buộc phải ngừng kinh doanh. Trong khi đó, những công ty lớn có khả năng trả thuế nên sau đó dễ dàng thống trị ngành công nghiệp muối tại đây. Quá trình này tiếp diễn trên toàn cầu, đặc biệt là khi những công ty đa quốc gia bắt đầu đẩy mạnh hoạt động của mình. Những nhà vô địch trong lịch sử ngành này như Pháp và Anh đã bị tuột lại phía sau. Trong khi đó, những quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức đã vươn lên và trở thành những kẻ thống lĩnh thị trường. Ví dụ như Martin của Hoa Kỳ là một nhà phân phối muối. Khi công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, thì công ty này đã mua một xưởng muối vào năm 1910. Ngay cả khi bị tăng thuế, thì họ vẫn phát triển mạnh mẽ. Và đến năm 1996, Martin đã trở thành thương hiệu muối lớn nhất trên thế giới. Dù không còn quý giá như trước đây, nhưng muối vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Qua nhiều thế kỷ, giá trị của muối đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Điều đáng mừng là muối không còn là nguyên nhân gây ra chiến tranh và chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận với nó hơn trước. Ngày nay, chỉ có 8% sản lượng muối ở Hoa Kỳ được liên kết với ngành công nghiệp thực phẩm. Sự lên ngôi của những phương pháp đóng hộp và đông lạnh đã khiến muối không còn được sử dụng để bảo quản thực phẩm nhiều như trước kia nữa. Phương pháp đông lạnh quả thực đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành bảo quản thực phẩm. Khi làm đông những loại thực phẩm như dâu tây, thì nước bên trong sẽ tạo thành các tinh thể nhỏ đủ để giữ được độ tươi và hương vị mà không làm hỏng kết cấu của nó. Ngày nay, chúng ta đều biết rằng dùng muối quá nhiều sẽ có nguy cơ làm tăng huyết áp và gây hại cho cơ thể. Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người vẫn sử dụng muối mỗi ngày để làm tăng hương vị cho món ăn. Điều thú vị là rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp đã phát hiện ra công dụng của một loại muối khác với muối tinh thông thường. Giờ đây, chúng ta phải trả tiền nhiều hơn cho loại muối thô hơn, hạt to hơn và có màu từ những nhà sản xuất nhỏ. Đây là loại muối mà trong lịch sử, người ta xem là ít giá trị và chất lượng kém. Với xu hướng này, có vẻ những người làm muối truyền thống đã chiến thắng trên thị trường. Bởi vì để đảm bảo cuộc sống, chúng ta cần muối chất lượng hơn là số lượng. Ẩm thực toàn cầu cũng đóng góp nhiều ý tưởng về cách nêm muối. Những món ăn châu Á kết hợp khéo léo giữa vị mặn và vị ngọt. Còn ở phương Tây, kỹ thuật nêm thức ăn với dưa chua và nước sốt thay cho muối tinh cũng đang dần trở nên phổ biến hơn. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách. Trong thời điểm hiện đại thì muối là một sản phẩm cơ bản và được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ trước, muối là một mặt hàng có giá trị cao. Nó là chất xúc tác làm thay đổi văn hóa ẩm thực, đặt nền móng cho kỹ thuật bảo quản xác ướp và thúc đẩy các cuộc cách mạng trên toàn thế giới. Bạn nên đọc thêm cuốn sách Cá Tuyết của cùng tác giả. Cá Tuyết xuất bản năm 1997 là cuốn sách ghi nhận sự tăng giảm của loài cá tuyết trong tự nhiên. Vốn là mặt hàng chính trên thị trường châu Âu thời kỳ khám phá tân thế giới, cá tuyết đã thúc đẩy nhiều cuộc xung đột quốc gia. Do bị đánh bắt quá mức, loài cá này thường xuyên đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Và qua cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem loài cá này đã thay đổi thế giới như thế nào.